đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ sẽ hình thành nút giao thông với đường Lầu Tẻ Cà Sỏi. Đây được xem là nút giao thông quy mô lớn giữa hai đường cao tốc. Hiện nay tuyến đường Lầu Tẻ Cà Sỏi cũng đang được nhà thầu nâng cấp mặt đường. Dự kiến sau khi hoàn thành nâng cấp thì đường Lầu Tẻ Cà Sỏi sẽ chính thức nâng lên thành đường cao tốc CT02 từ Cao Lãnh Lầu Tẻ đến Cà Sỏi. Đây là hình ảnh mới nhất nhìn từ vệ tinh, vóc dáng nút giao qua thị giữa hai đường cao tốc đã hiện rõ. Vị trí này nằm trên địa phận xã Thạnh Tiến của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chỉ cách nút giao DT919 khoảng 6 km. Bốn hướng đi này sẽ về được rất nhiều tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở miền Tây Nam Bộ, ít có nút giao kiểu dáng qua thị, đa phần sẽ hình thành nút giao bán qua thị, nút giao hình lo kèn. Chúng ta quan sát tiến độ từ trên cao ở nút giao thông này. Về phần cầu thì đang được nhà thầu triển khai xây dựng trụ cầu vượt đường cao tốc Lầu Tẻ Cà Sỏi. Để ý chi tiết, phần trụ cầu sẽ thấy quy mô xây dựng bề rộng mặt cầu 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn xe chạy, giống y như nút giao thông giữa đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau và đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cũng đang được triển khai xây dựng. Sau này có đến giai đoạn 2, mở rộng đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng sẽ không phải xây dựng mở rộng phần cầu tại vị trí nút giao thông này. Tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2024, nhà thầu sắp hoàn thành xây dựng một bệ trụ cầu, đang tiếp tục đóng cọc xây dựng trụ cầu ở các vị trí còn lại. Bước qua tháng 10 năm 2024 sẽ có nhiều thay đổi trên công trường ở vị trí nút giao thông này. Về phần đường cao tốc, nhà thầu tiếp tục đang trong quá trình đắp lấp cát lên đường cắm dây bất thấm. Bốn nhánh đường tại vị trí nút giao đang được nhà thầu triển khai đắp cát. Thành phố Cần Thơ có 3 tuyến đường cao tốc, gồm có đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau, đường cao tốc Lầu Tẻ Cà Sỏi, đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng có chiều dài 38 km. Đây được xem là đường cao tốc dài nhất trên địa phận thành phố Cần Thơ. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ là đơn vị chủ đầu tư, đến nay dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ có tổng cộng 5 gói thầu xây lắp. Đến nay thi công đào nền đường tuyến chính 27,4 km, thi công đường công vụ và đường gom được 37 km. Về thi công đắp cát nền đường, tổng chiều dài thi công tuyến chính lớp cát K95 đạt 10 km trên tổng số 30 km. Thi công cấp bức thấm cải tạo nền đường 2,5 km, tổng chiều dài thi công đường công vụ và đường gom lớp cát K95 là 21 trên 38 km. Về thi công phần cầu, trên tuyến có tổng cộng 30 cây cầu, đến nay đã triển khai thi công 25 trên 30 cây cầu, 5 cây cầu còn lại bao gồm các cây cầu kênh Mỹ, kênh Đầu Ngàn, kênh Thắng Lợi 1, kênh Sáng Bộ, kênh Ngàn 2 sẽ được triển khai trong quý 3 năm 2024. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị thực hiện các gói thầu xây lắp đến nay đạt tỷ lệ hơn 10,6% trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kế hoạch vốn năm 2024 của dự án là 2.000 tỷ đồng từ 4 ngân sách trung ương. Hiện nay đã giải ngân đến 1.434 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn. Kế hoạch vốn còn lại 565 tỷ đồng, dự kiến sẽ giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao. Dự án đầu tư công trình xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài 38 km với tổng mức đầu tư 9.725 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027. Dự án sẽ có điểm đầu tại km số 57 thuộc địa phận xã Thành Quế của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, tiếp nối dự án thành phần 1 ở tỉnh An Giang, điểm cuối tại km số 94 thuộc địa phận xã Trường Sơn B, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, khớp nối với dự án thành phần 3 ở tỉnh Hậu Giang. Địa phận thành phố Cần Thơ cũng đang xây dựng đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau cũng như đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ. Trong tháng 10 năm 2024, tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ xây dựng đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cũng như cao tốc Cao Lãnh An Hữu, cao tốc Cần Thơ Cà Mau gửi đến tất cả mọi người cùng xem. Tiếp tục nội dung video, xin mời cô chú và các bạn xem lại quá trình xây dựng nút giao thông qua thị giữa đường Lộ Tẻ Cà Sỏi giao với đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.